Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với cái video dạy bài tập bài số 24 tính tích tất cả các ước số lẻ của số nguyên dương n. Đấy. Đây chính là cái bài tập. Rồi. Ở đây thì mình đã viết sẵn một cái đoạn code cho cái chương trình này. Mình sẽ dùng lại cho các bạn dễ nhìn. Rồi, ở đây thì đầu tiên mình cũng phải khai báo một số cái thư viện cần thiết. Đấy, stdio.h và còneo.h. Đấy, và trong cái hàm main này thì mình sẽ khai báo một số cái biến. Ví dụ như là biến n, tính là cái biến số nguyên dương đây. Và biến tích. Đấy, biến tích thì ban đầu thì mình sẽ khởi tạo cho nó giá trị bằng 1. Đấy, và ý tưởng để dạy bài tập này là như sau. Mình sẽ dùng một cái vòng lặp for. Đấy, các bạn đã thấy mình dùng một vòng lặp for và khởi với cái biến chạy ban đầu là y bằng 1. Đấy, và mình cái biến chạy này nó sẽ chạy từ cái giá trị bằng 1 này cho đến cái giá trị bé hơn hoặc cho đến cái giá trị bằng n. Đấy, và khi chạy đó thì nó sẽ kiểm tra xem nếu như cái số n nó chia hết cho y. Đấy, cứ mỗi giá trị y đấy, thì nó sẽ kiểm tra xem cái n này có chia hết cho y không. Đấy, nếu mà n nó chia hết cho y thì nó sẽ tiếp tục kiểm tra cái giá trị y này nó có chia hết cho 2 hay không. Đấy, nếu như nó không chia hết cho 2 thì nó là số lẻ đúng không ạ? Đấy, thì nó tiếp tục in ra cái giá trị của y. Đấy, tức là y lúc này là số lẻ đấy, là các ước lẻ. Và nó sẽ tính cái tích này, tích của những cái số lẻ vừa tính được đấy, vừa in ra đấy. Thì cái tích này thì sẽ bằng cái tích ban đầu mà nhân cho y. Y này chính là cái y vừa tính ở cái bước if này. Đấy. Sau khi đã tính được cái tích này, vì sao cái mình lại khởi tạo cho giá trị tích ban đầu là bằng 1? Đấy, là bởi vì khi tại thời điểm ban đầu thì chúng ta chưa có gì đúng không ạ? Thì tích nó sẽ bằng 1. Nếu như ta đặt một cái số khác 1 thì sau khi thay vào cái công thức tích bằng tích nhân y này thì giá trị của nó sẽ không đúng, không chính xác. Đấy. Ví dụ như ta thay là 0, tích bằng 0 thì mãi mãi là cái tích này nó luôn bằng 0 đúng không ạ? Mặc cho cái số n có bằng bao nhiêu ấy. Tức là nó không phụ thuộc vào n. Đấy. Và cái tích ta chỉ đặt là bằng 1, chỉ có thể đặt bằng 1 đấy, thì nó mới đúng được. Rồi, sau khi chúng ta đã viết tính tích xong thì chúng ta sẽ in ra màn hình cái câu lệnh đấy, in ra tích của các số, các ước số lẻ đấy. Là đây sẽ là phần trăm d và đây sẽ là dấu nháy đấy, nháy trên đấy, đây sẽ là phẩy và giá trị địa chỉ của nó sẽ là tích đấy, và chúng ta đóng móc lại chấm hơi cho nó và sau đó sử dụng một cái câu lệnh get để chúng ta dừng cái màn hình lại để xem kết quả. Rồi, chúng ta cùng nhìn lại cái đoạn code này một lượt. Đầu tiên nhập vào n, sau đó sử dụng vòng lặp for, sau đó sử dụng cái câu lệnh if để kiểm tra xem nó có phải là ước hay không. Đấy, để tìm ước, mục đích là tìm ước. Và sau khi đã tìm được ước thì ta lấy cái ước đó chia cho 2 để kiểm tra xem nó là số chẵn hay số lẻ. Đấy, nếu số lẻ thì ta tính đi
tính cái tích thay bằng tích nhân với cái số lẻ đó. Đấy. Thì nó sẽ ra kết quả là cái tích cần tìm. Rồi, ở đây mình sẽ chạy cái chương trình cho các bạn xem. Rồi, ở đây mình sẽ nhập là 4. Như các bạn đã biết thì 4 thì các ước của nó sẽ là 1, 2, 4 đúng không ạ? Và cái ước lẻ của nó sẽ là 1. Đúng không ạ? Thì cái tổng lúc này, tổng của các ước lẻ thì nó đương nhiên sẽ là bằng 1 đúng không ạ? À, bây giờ mình sẽ thử xem nó có đúng hay không nha. Đấy. Như các bạn đã thấy thì nó đã in ra các ước lẻ là 1 đúng không ạ? Bởi vì nó chỉ có một cái ước lẻ là 1. Và vì thế nên là tích của các ước số lẻ là 1 đúng không ạ? Rồi. Ở đây mình sẽ thử với một cái ví dụ khác. Mình sẽ thử với cái ví dụ là 9. Đúng không ạ? Thì các ước của số lẻ của nó sẽ là đây. Khi mình nhập là 9 thì nó sẽ in ra màn hình các ước số lẻ là 1, 3, 9 đúng không ạ? Rồi. Thì tích của các ước số lẻ bằng 27 đúng không ạ? Thì ta sẽ kiểm tra lại như sau. Các ước của nó là 1, ước số lẻ của nó là 1, 3, 9 thì tích của nó sẽ là 1 nhân 3 nhân 9. Tức là bằng 9 nhân 3 bằng 27 đúng không ạ? Đây, vậy thì cái kết quả nó hoàn toàn đúng với kết quả trên màn hình đúng không ạ? Thì trên đây là cái bài tập về tính tích tất cả các ước lẻ của số nguyên dương n. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau.